Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2023, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm huyện Tân Lạc đã tổ chức họp triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 có chủ đề Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Thời gian triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. Trong tháng hành động, Đoàn Kiểm tra Liên ngành huyện sẽ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, đồng thời tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. Đối tượng là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Ưu tiên các mặt hàng thực phẩm theo chủ đề tháng hành động năm 2023. Cùng ngày, đoàn cũng đã tổ chức đi kiểm tra và tuyên truyền an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Tân Lạc.